Welcome back to the blogger. Psst, you know what's this? Yeah, ta mui tak hoi. Ơi kêu đờ la, phlai phlai nha. Okay. Alai ni thngai ni jeung mien mohop 2 chnang. Hai chnang ti 1 ni dai lang sang, hai chnang ti 2 nung ko mon oi te. Alai jeung baek mue tngoh ni ta mdo dai ta mui tak hoi mhen ta mdo kalai thaka. Okay. Jeung baek ngoh ni na. Ai kia bóng phỏ nó nè. Tèn ta mơ ở nè. Oh my god. Seafood. Oh, đam chà na na. Ôm bạch tới sầm mọt tí đam nè, bên chân năng. Ôi ôi. Bịa camera bóng phỏ nó rồi, hơi mưa chết. Mà chân năng ní còn thôi mà đa đấy bóng phỏ nó phát. Ây da. Ủa anh ấy khương xa mọt đấy ta. Trời chồng hỏi khương xa mọt. Ok, thằng ngày nâng miền mà hộp. Thằng ngày nâng sẽ khương xa mọt tặng ngon. Ok. Nê kỳ mà Campuchia. Ây ơi cho cô hôm nay là. Tạm mùi tạc hỏi. Ok, xa rạp. Thằng ngày nâng miền tập bản năng tế. Xa rạp video này cứ chú clip. Cầm sàn tế bóng bóng ná. Và miền bánh. Cầm hó. À chứ xa rạp hông. Còn tình lên chứ bóng ổn đi original video thằng ngày cái đó đọc cho năm cái đó chăm nhu ổn bố. Ok, bye bye.